sứa được chế biến thành nhiều món ăn thanh mát giúp xua tan cái nắng nóng, thường dễ chế biến, nhưng khâu quan trọng nhất là làm sạch sứa. Mình sứa chứa nhiều nước nên dễ tan chảy. Đối với sứa tươi, khi bắt sứa phải ngâm trong nước có pha lá ổi để sứa săn lại và loại bỏ bớt mùi tanh. Khi chế biến, sứa sẽ giòn. Để bảo quản quanh năm và xuất khẩu, người ta thường muối sứa. Dù với cách làm nào thì việc giữ lại vị giòn của sứa cũng rất quan trọng. Đun sôi nồi nước với một lượng muối. Khi nước sôi thì cho sứa vào trần qua, sau đó vớt sứa ra rổ để ráo nước. Nói chung là sứa mà dùng cho những cái món ăn như là gỏi sứa này, rồi bún sứa nước, sứa khô. Nói chung mình chế biến ra nhiều các thứ món ăn nhiều lắm. Sứa là sứa mà ăn cho nó ngon là sứa nó có sứa chân á là mới giòn. Là làm ăn cho nó ngon. Sứa có hàng trăm loại, có loại sứa hiền, sứa độc. Sứa hiền dùng để chế biến thành món ăn gọi là sứa sen. Sứa ngon nhất là ở phần chân của nó, ăn giòn và đậm đà. Với cách chế biến khéo léo, món sứa biển bỗng trở thành món ăn không thể thiếu khi hè về của những người sành ăn. Cũng bởi hương vị riêng rất đặc biệt nên có người ăn được, người không ăn được. Nhưng nếu ai đã chuộng thì không thể quên. Sứa thì nó cũng sống theo mùa nữa, chứ không phải độc và không độc. Thì để chọn được cái con sứa ăn ngon thì nên chỉ chọn những con sứa có màu hồng phấn và hơi trắng. Trên cái mình của nó hơi ánh giống như là muối ở trên. Và khi nhấn vào con sứa tươi khi nhấn vào thì nó không chảy nước mà thịt nó rất chắc. Nhấn vào nó có độ đàn hồi nhiều. Còn đối với mua sứa tươi mà nhấn vào nó không còn đàn hồi nữa thì không nên ăn. Đối với con sứa thì trong con sứa có rất nhiều protein và cũng như là phospho, canxi, vitamin B1, B2 và một số loại nước khoáng chất, và trong đó nữa là có rất nhiều iốt, chứa rất hàm lượng iốt rất cao. Sứa có thể chế biến thành nhiều món ăn như gỏi sứa, bún sứa, sứa cuốn tôm thịt, canh sứa, nhưng phổ biến nhất vẫn là bún sứa và gỏi sứa. Món bún sứa có nguồn gốc từ miền Trung. Người ta thường dùng phần chân để chế biến món ăn này. Điều quyết định độ ngon của món bún sứa là ở phần nước dùng. Nước dùng được hầm từ xương cá và xương ống heo. Thành phần nước dùng còn có vị ngọt từ chả cá tiết ra. Bên cạnh sứa là nguyên liệu chính, món bún sứa còn có chả cá. Điểm thêm mùi thơm của đậu phộng rang, rau ghém và đặc biệt ngon bởi nước sốt cà chua. Nói chung là đồ ngon của nó như bún sứa mà bún nước á, thường là bún này rồi chả cá này rồi sứa rồi nước, cái gia vị của nó là có nước sốt là có cà chua, là trứng rồi trứng gà, đó là có nước chấm nước của bún là làm ra nước tương đậu phộng. Nước hầm xương của bún sứa thì mình phải lấy là xương, nó từ xương heo hầm với lại là nước cá. Xương cá mình hầm lại hai thứ, mình nấu xong là mình cho cái nước đó là nước bún sứa. Bát bún sứa nghi ngút khói với lớp bề mặt đầy thịt sứa giòn rụm, vài lát chả cá sẽ thêm ngon khi ăn kèm với rau sống như xà lách, giá, rau thơm. Khi thưởng thức, thực khách sẽ có cảm nhận trọn vẹn nước dùng ngọt thanh, sứa giòn giòn, mát lạnh và cay cay the the của ớt. Những món ăn về sứa thì nó có những nước chấm đặc trưng. Riêng về mà cái bún sứa thì mình được biết thì quán này họ nấu cảm nhận rất là ngọt. Thì thêm được mình được biết thì nó ngọt từ cái vị xương cá và xương ống heo nên nó rất là hấp dẫn. Tất cả cái món ăn từ sứa thấy là ngon miệng. Nói thẳng là ở quê hương ngoài đó thì cũng có ăn chứ mà cũng ít. Nhưng mà vô trong này thì nó lạ đi rồi mình tìm đến cái quán cũ là Bình Định. So với các cái món ăn bình thường khác thì cái món ăn từ sứa thì nó có cái lạ hơn. Trứng con sứa nó giòn, anh thấy nó cũng có cái vẻ hay, ngon miệng. Người là dân là miền Trung, mình ở miền Trung nhưng mà
Vào Sài Gòn này thì thấy cái tìm mấy cái món ăn của quê hương tức là Bình Định thì trẻ thì ăn là cũng hợp khẩu vị và ngon và chất lượng, trẻ ra thì cũng khoái khẩu. Để tăng sự đa dạng trong các món ăn, bên cạnh món bún sứa nước thì món bún sứa khô cũng được khá nhiều người ưa chuộng. Chế biến đơn giản với xoài bằm, bông chuối, mắm ớt ngọt, vị giòn sần sật của sứa bông trắng tinh, vị chua ngọt của xoài, vị bùi bùi của đậu phộng sẽ là hương vị lạ cho món ăn ngon đặc trưng miền biển, dân dã mà lạ miệng này. Để bún sứa khô trở nên ngon hơn còn được quyết định bởi nước chấm. Nước chấm đậu phộng và ớt chưng là hai loại nước chấm đặc trưng của món ăn này. Còn bún khô thì dùng cái là bún, trước khi mình làm bún là mình cũng phải rửa, mình sứa mình đã rửa sạch xong rồi là mình bún mình phải trộn bằng nước sôi đỡ đó, xong bún nè, chả cá mình khi mình làm mình cũng phải trộn sơ qua, xét nhỏ bỏ lên rồi bỏ cũng rau thơm, có dưa leo, xoài, có đậu phộng và kèm theo đó là nước chấm. Ở những miền đất chứa chan nắng nóng như Thành phố Hồ Chí Minh, món nộm thường dễ lấy lòng thực khách hơn cả. Sự hiện diện của món nộm giúp kích thích khẩu vị, khiến cho bữa cơm vì thế cũng dễ ăn hơn. Nộm sứa hay gỏi sứa là món ngon được nhiều người ưa thích. Có rất nhiều cách để làm nộm sứa với nhiều nguyên liệu khác nhau để tạo nên hương vị hấp dẫn và ngon miệng của món ăn này. Gỏi sứa là dùng cho những cái trước nhất là mình phải làm sứa cho sạch sẽ, đỡ ráo, xong rồi là coi như dùng có cái những cái nước gia vị nó như là gừng, ớt mình giả, xong rồi bột ngọt là đắp phía lên cái thứ, những cái thứ mà gia vị vô là coi như là bột ngọt, muối, rửa ớt, gừng là mình giả lại mình đỡ đó và trộn với chanh nữa. Là mình trộn lại để mình có cái món mà đỡ gia vị trong cái sứa. Khi mình bỏ sứa lên là mình gia vị những cái thứ đó mình trộn đều. Mình trộn đều xong rồi đó mình bỏ rau như bắp chuối, nó có những bắp chuối, rau răm, rau thơm. Gỏi sứa là món ngon, dễ chế biến và không mất nhiều thời gian. Rửa sạch sứa, vắt ráo nước rồi đem trộn với xoài, rau thơm, bắp chuối, nước mắm pha ớt, đậu phộng. Thêm một lượng dầu ô liu khi trộn nộm sẽ khiến món ăn sang bóng và hấp dẫn. Bánh tráng ăn kèm món gỏi phải là bánh tráng nước dừa hoặc bánh tráng mè thì mới đúng vị ngon của gỏi sứa. Chấm với mắm ruốc hoặc mắm gừng để tăng vị đậm đà. Gỏi sứa hấp dẫn người ăn bởi vị giòn dai của sứa, chua ngọt của xoài, bùi bùi của đậu phộng, giòn tan của bánh tráng nướng cùng các hương thơm các loại rau ăn kèm. Ăn khá lạ miệng và ngon. Gỏi sứa đặc biệt hợp với thời tiết mùa hè nóng nực vì thanh thanh mát mát, không gây cảm giác ngán. Chẳng thế mà món quà quê thanh đạm, ngon mà rẻ ấy, khiến cho nhiều người mùa sứa này chưa qua, đã ngóng chờ mùa sứa sau. Đôi khi mình thích ăn gỏi sứa thì mình lại dùng với nước chấm mắm gừng. Rồi khi mình ăn ở đây đặc biệt có một cái món là bún sứa khô, rất là lạ và rất là ngon. Thì lúc đó là mình khách mình tùy người, nhưng mình đã mình thích ăn chung với nước chấm tương đậu phộng thì rất là dễ ăn và rất là lạ. Rồi khi mà ăn với gỏi sứa thì là mình muốn ngon hơn thì mình ăn với bánh tráng đây là chính gốc Bình Định của mình, bánh tráng mè. Sứa thì nhiều nơi có sứa, nhưng mà riêng cái sứa Bình Định của mình nó có cái đặc trưng riêng là nó cách chế biến theo cái cách của người Bình Định của mình. Thì sứa ở đây nói chung là lắc vị rất là ngon, nước thì nó ngọt nhưng mà nó lại thơm, sứa thì đảm bảo sứa nó còn giữ cái độ giòn của nó nên mình ăn mà rất là hài lòng với cái chất lượng món ăn về sứa ở quán Bình Định quán này. Sứa là động vật khoang duy nhất được con người sử dụng làm thực phẩm. Trong số các loại hải sản được đông y dùng làm thuốc thì sứa là loại duy nhất được dùng làm thức ăn. Trong sứa có chứa nhiều protein, ít lipid, các chất khoáng như phosphor, canxi, sắt và các sinh tố B1, B2, natri. Sứa chứa nhiều iốt.
sứa có hương vị đặc trưng riêng nên có người ăn được và người không ăn được. Nếu ai bị lạnh bụng và dị ứng với hải sản thì món sứa không phải là sự lựa chọn. Tuy vậy, nếu ai đã thích thì không thể quên khi đã ăn sứa lần đầu. Điều chú ý nhất khi chế biến món ăn con sứa là phải khử sạch cát, bởi vì trong sứa nó rất nhiều cát, thì phải ngâm nước và rửa kỹ nhiều lần. Bên cạnh đó thì trong món ăn, tất cả món ăn nào có sứa thì có nên cho những cái mo vị có hơi chua để làm cho sứa tẩy bớt những cái dơ đi. Ví dụ như giấm, chanh để tẩy bớt. Tiền sử bị bệnh đau bao tử lâu năm hoặc là bao tử yếu thì không nên ăn sứa. Bởi vì ăn như vậy sẽ làm cho đau bao, đau bụng và đầy hơi nhiều. Đối với sứa thì hầu như thực phẩm nào cũng có thể phối hợp được. Chỉ có những người ăn kiêng là không nên ăn thôi, chứ có thể phối hợp với tất cả các loại gia vị khác nhau. Không chỉ là món ăn lạ, ngon miệng, bổ dưỡng, sứa còn là món ăn giàu chất dinh dưỡng, rất tốt cho cơ thể, tăng cường sinh lực, giải nhiệt, giải độc, chữa chóng mặt, nhức đầu, nhất là trong cái nắng nóng ngày hè. Đặc biệt, đối với phụ nữ có thai, người đang cho con bú, thì đây là liều thuốc hữu hiệu chống lại chứng nóng trong người do căn sữa gây ra. Theo đông y, các bài thuốc từ sứa còn có tác dụng phòng chữa hiệu quả các bệnh như đau dạ dày, ho, viêm phổi, yếu sinh lý, béo phì, ung thư tiền liệt tuyến, là món ăn thích hợp cho những người bị cao huyết áp, táo bón, viêm khớp, viêm đại tràng. Sứa thì khi phối hợp với một số loại thuốc đông y thì có thể chữa được bệnh như là cảm, rồi những bệnh như đau viêm họng, đau bao tử thì có thể chữa được. Bên cạnh đó thì món sứa thì cũng có thể làm được rất nhiều món ăn ngon khác để giúp cho thanh nhiệt,